Đúng có đắp phối dân chim chèo hết tất cả nhà anh em mà đem mơ chim cô gái thì hôm nay cũng cái kênh mới đăng lên cho anh em xem một con mồi lỡ nha anh em, thì nó mới bắt chỉ được một con thôi, thì tính bắt được một con thì mình dùng từ mồi lỡ hay là bo nói cũng được. Nhưng mà con này thì nói nó mồi lỡ thì còn tốt nha, vì con chim đây là mình cũng đã đi núi rồi, đi xe rồi, cũng ly rừng rồi. Và mùa đây thì trời rất động, mưa suốt và lạnh nữa, nhưng mà con chim đây nó cũng rất là căng. Dù chân nó hơi ướt là bả ngồi mưa này nha nè, chân nó hơi bị quẳng khô móc, khô móc cợn luôn, nhưng mà nó bị ướt á. Thì riêng cái con chim này nè là một con chim dáng quy bên trái, và nó là một con đồng khoai thố mọc hậu nha anh em. Thì con chim này nó rất là đẹp, nói vừa to và dài thì nó quá ác rồi, và đóng một cái đầu mặt dữ, và cái thu nó thì khủng rồi, đầu mặt nó thì dạng như nhìn ác rồi nha anh em. Và đặc biệt cái nước chơi con chim này thì rất là độc đáo, thấy bổi là rước mạnh rồi xong là que là rút chim thì anh em nghe mơ thôi. Nó rút chim là dầm 1, dầm 2 nó làm anh em nghe là ngồi nghe thôi, là chỉ là phơ thôi nha anh em, còn vào trong là con ngồi cứ bao nhiêu là nó bao nhiêu thôi. Tuy giờ nó chưa bắt nhiều thì nhiều lúc có thể nó gù mà bổi nó lơn quá thì nó thở nó quẳng leo quẳng trôi, đó là con chim nổi lên thì anh em đã hiểu rồi, thì thân là khác. Anh em thấy cái thù như bắt chưng nha nè, bóng đẹp, đầu mặt là sắc nét, nói chung nhìn vào thì nó ra mà con chim nhớ luôn, nhìn vào là anh em làm gì làm là con chim nó ở lòng lá phải có một cái tư cách nha anh em, nó mới chơi, không những chơi ra rừng chơi mạnh ai tới chơi, nhưng mà khi giao lưu, khi ngồi đỡ chấm chọn con chim, đỡ ngầu nói chuyện qua con chim thì con chim mình nó cũng phải là một cái dấu ấn, một cái đăng cấp không có thua chút anh em nha anh em, cái đó nó mới gọi là một cái độc đáo. Còn anh em xem cặp mắt con chim đây nè, nó kéo hai cái mí ở sau á, nó xách lên rất là lì nha anh em. Những con chim đó thì thôi, bán lĩnh nha anh em. Còn đây là cái viên quy nè, rất là đẹp. Thù thì thôi, cái thù nó thì thôi anh em, anh em nhìn vào là thấy cảm giác liền. Bây giờ trời vẫn lạnh nha anh em, cái máy mình nó tậu xương nè, quay nó vẫn mờ này, nói chung còn đồ gù nó thì thôi anh em không suy nghĩ, cộng với cái là nước hay, tiếng con chim này là đừng nghe đọc lắm nha anh em, thấy bầm trợn nha anh em. Những con này anh em bỏ đồng tiền ra anh em chơi xứng đáng, không cần nuôi nhiều, mọc hai con như vậy là mình chơi là vững vàng với anh em mình à, không cần nuôi nhiều. Nên là mình đưa lên những con chim là cái giá kẻ thì mình chưa nói, nhưng mà con chim nó phải là đúng nha nè. Đó bây giờ nó hơi mờ mờ là do cái trời mưa, cái máy mình là tậu xương rồi. Rồi anh em cứ nhìn thấy ưng ý anh em cứ alo cho mình,
Rồi anh em nhớ bấm lại cái kênh đăng ký lại cho mình để có những cái video mình ra sớm cho anh em coi. Rồi nhiều đó thôi nha anh em. Rồi chào hết tất cả nha anh em. Anh em nào cứ thấy ưng ý á và thiện chí thì cứ alo cái số điện thoại của mình á, hoặc là kết bạn vô Zalo á. Rồi mình chào hết anh em.